Tyra Miss Jackson. Hello. Bài tiếp theo trong series video hướng dẫn phục trách cơ bản thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cấu hình một số thông tin của website để cho nó đúng chuẩn. Thì các bạn mình sẽ đi tìm hiểu cái menu này, menu cấu hình này, cài đặt này. Đó, các bạn click vào cài đặt. Thì đây nó sẽ có một số thông tin để cho mình cài đặt. Thì đầu tiên là tên website, có nghĩa là cái tên website của bạn. Khẩu hiệu có nghĩa là mô tả cho website, ví dụ như là hướng dẫn gục rác từ đến dây. Đây là cái đường dẫn. Thì các bạn nào nếu mà có sử dụng HTML hay là HTTPS thì có thể đổ đường dẫn thành HTTPS. Đây là cái website, đây là cái phần cài đặt cái email quản trị của website. Ví dụ có web có lỗi hay có vấn đề chi thì nó sẽ thông báo về cái mail này. Rồi thì thành viên thì các bạn có thể click vào để cho phép thành viên đăng ký. Đó, khi click vào thì ở ngoài khu vực đăng nhập nó sẽ có cái link để đăng ký thành viên. Các bạn web này, các bạn ví dụ web blog thì không cần nhiều thành viên thì các bạn không cần tích vào đây. Vai trò của thành viên mới, có nghĩa là khi thêm một thành viên mới thì mặc định nó sẽ là cái gì. Đó, thì thành viên, cộng tác viên, tác giả hay là quản lý, thì cái phần thành viên mình sẽ có một video riêng. Tiếp theo là phần ngôn ngữ của trang web. Thì website của mình hiện tại đang sử dụng tiếng Việt này. Mình thấy cái menu bên tiếng Việt hết. Ví dụ như mình có thể chuyển qua tiếng Anh hoặc tiếng khác nữa. Nhiều thứ tiếng ở đây nó cung cấp sẵn rồi. Thì ví dụ mình chuyển qua tiếng Anh đó, các bạn bấm lưu lại. Đó, thì nó sẽ chuyển hết cái nội dung của website mình qua tiếng Anh. Nhưng mà thì nói chung là một số cái cấu hình chỉ dành riêng cho tiếng Anh đó, nhưng mà mình cũng chưa tìm hiểu sâu. Nhưng mà nếu mà bạn muốn dùng tiếng Việt thì cứ bấm tiếng Việt và dùng thôi. Rồi tiếp theo là phần cấu hình múi giờ. Thì cái đây cũng khá là quan trọng. Ví dụ phép mình ở Việt Nam thì mình sẽ cấu hình múi giờ đó là cộng 7 nhé. Đúng không? Rồi đây là format của ngày tháng năm á. Thì thông thường mình hay để cái format là ngày này, tháng này, năm á, là ngày tháng này. Đó, ngày tháng năm bạn có thể cấu kích tầm một cái cấu hình khác ở đây. Rồi đây là định dạng của thời gian, thì các bạn có thể định dạng như thế này, có thể tùy biến tung rồi. Vấn đề này không cần thiết, các bạn có thể để mặc định. Sau đó các bạn bấm lưu lại. Thì chúng ta đã cấu hình xong cái phần cài đặt của website. Tiếp theo là cái phần viết. Thì cái phần này thì nó sẽ có một cái, nói chung là cái định dạng bài viết nó cũng bình thường. Thì các bạn cứ để chọn mặc định đi, không cái này không cần cấu hình gì nhiều. Phần đọc thì đây là một phần cũng khá quan trọng. Ví dụ web bạn có thể chọn một cái trang tỉnh á, để làm trang chủ á, thì các bạn có thể click vào đây, còn không thì các bạn để mặc định nhé. Nè, chọn trang tỉnh này, sau đó chọn một cái trang ở trong cái phần trang này để nó làm trang chủ. Đó, thì các bạn chọn, còn không thì các bạn cứ để mặc định. Tiếp theo là các bạn cấu hình cái số lượng bài viết trên một trang. Ví dụ web của mình á, là mình cấu hình là 10, cái trang chủ là 10 bài trên một trang. Thì các bạn đánh đây số 10. Tương tự như thế, đây là phần viết thôi. Đó. Thì mình để auto là mặc định là 10. Đó. Đó là cái chỗ là tương tác với công cụ tìm kiếm này. Khi các bạn click vào ở đây á, là website của mình sẽ bỏ, nó sẽ không index lên Google, nó chặn hết cho web mình index Google. Cái này phù hợp với khi các bạn mới làm website mà chưa muốn web index lên Google, khi nào có nội dung thì mới index á, thì các bạn bấm ở đây chọn OK. Tiếp theo là phần thảo luận. Thì nói chung là nó, đây là nó sẽ chặn một số, ví dụ đây là nó có phần thảo luận này, thì có thể là mình sẽ giới thiệu bạn trong phần bình luận này luôn. Thì nói chung bạn có thể xem qua một số cái thì nó cũng dạng như là có thể đăng ký mới được phản hồi, thể đăng ký thành viên mới được bình luận. Đó. Tự động tắt trước này mình luận bài viết cũ 14 ngày. Đó. Nói chung là có một số cài đặt. Cái trọng hình đại diện cho những người cài đặt thì các bạn cái trọng hình này.
này đó. Ví dụ một số từ khóa, một số IP của bạn không muốn bình luận thì các bạn bỏ cái thẻ IP vào đây, có thể là bỏ IP của cái trong cái IP bạn nghi ngờ bỏ vào đây nhé. Rồi tiếp theo là phần thư viện, thì đây là cái khu vực là quản lý hình ảnh. À, đây không phải là thuộc, đây là cấu hình kích thước của hình ảnh thôi. Thì đặt mặc định là khi tải một hình ảnh lên website thì nó sẽ chia ra ba cái loại kích thước như thế này. Thì cái này nó bị có một vấn đề là khi mà chúng ta up hình lên thì nó sẽ tạo ra nhiều cái hình nhỏ khiến cho website mình nó bị nặng. Thì các bạn nếu không cần thiết các bạn có thể xóa đi. Đó. Thông thường thì mình sẽ xóa hai cái khu vực này và để lại cái hình thumbnail thôi. Nên sẽ khi up và viết up cái hình lên sẽ tạo ra một cái hình thumbnail có chiều dài là 150 pixel, chiều cao 150 pixel. Rồi. Ở đây là có thể sắp xếp thư mục website theo định dạng ngày tháng năm. Đó, thì các bạn cứ tích vào để cho dễ quản lý, sau đó bạn lưu lại. Tiếp theo là đường dẫn tỉnh. Đây là chỗ cấu hình cái đường dẫn của bài viết. Ví dụ này, hiện tại là cái đường dẫn bài viết là sẽ có ngày tháng năm này, tên bài mẫu này, các bạn vào trong này xem thử cái bài này. Đó là cái đường dẫn nó sẽ có năm tháng ngày và cái đường dẫn. Thì mình muốn thay đổi thì mình có thể click vào đây. Này, sẽ có ngày không có ngày tháng năm nữa, sẽ có các chữ đường dẫn, các bạn bấm lưu lại. Bạn lên vào F5 này. Đây, cái này nó vẫn còn. Bạn vào lại trong bài viết. Xem mà viết đó. Đó là cái đường dẫn nó sẽ rút ngắn lại. Ok. Rồi. Còn một kiểu nữa là mình hay dùng đó, nó có nghĩa là đi đường dẫn thì mình sẽ thêm cái đuôi là chấm HTML vào sau. Bấm lưu lại. Rồi các bạn vào đây F5 cái khu vực này lại. Click xem. Đó thì cái đường dẫn chúng ta sẽ có thêm đuôi chấm HTML. Thì cái chỗ này thì các bạn nên cấu hình một lần thôi, ví dụ sau này mà chúng ta không cần HTML thì lại cái link trên Google Index rồi đó, mà chúng ta lại trồng lại cái kiểu này đó, thì sẽ mất Index và nói chung là nó bị ảnh hưởng tới việc sale. Vì thế nên mỗi lần thay đổi chỗ này các bạn cân nhắc cẩn thận và nên cấu hình lần đầu tiên khi mà vào website thôi, các lần sau thì không cần, đừng cấu hình nữa, tại vì nó khi cấu hình sẽ đổ link và nó sẽ ảnh hưởng tới cái thứ hạng của website. Điều tư thì đây là chính sách bảo mật, các bạn chọn ra chính sách bảo mật ở đây, cái này không có gì hết. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn là cách cấu hình một số thông số rồi. Ở bài viết tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái phần bài viết, cách tạo một bài viết, cách tạo một chuyên mục như thế nào. Ok, xin chào.